Biết chắc quý vị muốn nghe tiếp tục những bài hát và những tiết mục hoạt cảnh của Hội Thánh. Vâng, chương trình sẽ có những tiết mục đó. Dẫu vậy, tôi muốn chia sẻ lời Chúa của tôi hôm nay về ý nghĩa của sự giáng thế của Chúa Giêsu là món quà cho nhân loại, trong đó có quý vị và cá nhân tôi của tôi hôm nay. Tonight I prepare my message mostly by Thai and Vietnamese, so my apologies to those who are not familiar with the Vietnamese language, but I have a PowerPoint in English, so hopefully you can follow my PowerPoint, but the time my message to Thai will be in Vietnamese, because we don't have enough time for both languages at the same time, so I apologize for not speaking both languages at the same time tonight. Kính thưa Hội Thánh, buổi tối hôm nay tôi có khoảng 15-20 phút để chia sẻ sự việc về ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Vì có đó mà tôi chỉ soạn cho cái việc mà thôi. Và tôi tin chắc rằng những việc không hiểu được cái việc cũng có thể, nếu quý vị có thể ngồi bên cạnh người không hiểu được cái việc thì có thể thông dịch. Không có gì đó ngại cả. If you don't understand my Vietnamese, but your next door neighbor will understand Vietnamese and English, please translate. It would not bother me or distract my message. Kính thưa quý vị, tối hôm nay là tối 22 tháng 12. Chỉ còn 3 ngày nữa là ngày 25 tháng 12 là ngày lễ Giáng sinh. Không biết là bao nhiêu quý vị đã xong việc mua quà chưa để tặng cho người thân thương của mình trong gia đình. Nhưng mà như thế này, nếu mà quý vị chưa mua thì tôi có một vài đề nghị. Tôi dựa theo cái sự đề nghị của một cái magazine gọi là Reader's Digest. Họ đề nghị quý ông nên khi mua quà cho quý bà thì nên mua như thế nào, hay là không nên mua những món quà nào. Và đây là nhiều điều lắm, nhưng mà tôi chỉ có thời giờ để chia sẻ với quý ông cũng như quý vị. Mua quà cho quý bà thì Reader's Digest họ có đề nghị là không nên mua những món quà gì. Thứ nhất là quý ông không nên mua quà mà quý bà phải dùng điện, tức là phải cắm điện vào. Những món quà mà cắm điện vào thì quý bà thường không có thích. Do đó quý ông để ý, trong mùa Giáng sinh này cũng như trong những năm kế tiếp. Cái món quà thứ hai là không nên mua áo quần mà biết chính xác về cái cỡ size của clothes. Tại vì nếu mà mua rộng quá thì quý bà nói, anh ơi tôi không có mập như vậy. Mà nếu mua chạy quá thì em đâu có ốm bao em đâu, mà anh mua ốm như vậy. Do đó không có nên mua áo quần nếu không biết chính xác cái cỡ áo quần của người vợ hay là người yêu của mình. Reader Digest có đề nghị thứ ba là không nên mua nữ trang, jewelry. Bởi vì nếu mua nữ trang mắc tiền thì quý bà sẽ nói sao anh xung phí tiền không vậy. Mà nếu mua nữ trang rẻ tiền thì quý bà nói của tôi rẻ thì sao, rẻ lắm nhỉ. Do đó quý ông phải cẩn thận khi mua nữ trang cũng như áo quần và đồ cắm điện. Tuy nhiên quý vị có biết không, trong lúc chúng ta bận rộn để mua những món quà giống như vậy thì cái hãng tiếng dùng American Express họ cũng nghiên cứu xem thử những món quà mà không được hoan nghênh, những món quà mà người ta phải nhận mà không thích thì họ làm gì. Thì theo cái hãng tiếng dùng American Express họ nói như thế này, 30% những người mà không thích món quà đó thì họ giấu ở dưới giường. Món quà Giáng sinh quý vị tặng đó mà không thích thì họ 30% món quà đó thì hay là bị giấu ở dưới giường. 21% thì người ta gửi lại cho hội chủ hoặc là một cách rất là thân thiện gửi lại là điều có nhu cầu. Và 19% thì người ta dùng cái quà đó để làm quà tặng cho người khác. Do đó quý vị thấy không, chúng ta đã tốn tiền để mua quà, tốn tiền tặng quà, tốn tiền để mua sắm, nhưng mà nhiều khi quà của mình nó nằm ở dưới giường hoặc là nhiều khi không được hoan nghênh cho lắm. Kính thưa quý vị, tối hôm nay chủ đề là món quà Giáng sinh. Tôi muốn giới thiệu cho quý vị một món quà mà quý vị không cần phải mua và quý vị không cần phải không bao giờ lỗ thời cả. Và cái món quà đó có giá trị vô cùng, kính thưa quý vị. Món quà này thích hợp với mọi người, mọi lứa tuổi, mọi giống tính, mọi văn hóa, mọi chủng tộc. Và
trong mọi ngôn ngữ. Đó là món quà Chúa Giêsu, sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị, và món quà này đã đến rồi, đã đến thế gian rồi, và sẵn sàng để ban cho những ai mở lòng ra để tiếp nhận món quà đó của tối hôm nay. Do đó, nếu quý vị là những quan khách trong chỗ bạn bè của thánh chúng tôi, nếu quý vị chưa hề có Chúa Giêsu là món quà giáng sinh, tôi mong rằng quý vị suy nghĩ đến điều đó. Cầu cho quý vị có thể có món quà quý giá, nó sẽ biến đổi cuộc đời của quý vị. Và quý vị sẽ thấy được một cuộc đời có Chúa Giêsu là một cuộc đời có mục đích, có bình an, có hy vọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi Chúa Giêsu giáng thế, thì một trong những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu là Chúa nói là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ. Ở trong sách chúng ta Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, Chúa Giêsu phán như vậy: Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Do đó có ba điểm ở đây trong cái câu mà Chúa Giêsu phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ. Bây giờ cái điểm thứ nhất là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. Quý vị có thấy mệt mỏi không? Mấy hôm nay bận rộn trong những ngày lễ Giáng sinh, có thấy mệt mỏi vì không đang việc làm hay không? Có người nói rằng ở Việt Nam chúng ta đi cài cái điều bên đây chúng ta đi cài, và nhiều khi thấy có nhiều sự mệt mỏi, không những về thể xác nhưng mà về tâm hồn nữa. Và phần đông, người ta nghiên cứu rằng phần đông cả người Mỹ cũng như người Việt ở trên đất nước này không có thỏa lòng, not very happy, very discontent về cuộc sống hiện tại. Kính thưa quý vị, Chúa Giêsu biết điều đó, tại vì Chúa biết điều đó, Chúa mới giáng thế. Nếu quý vị và tôi hoàn toàn hết, nếu quý vị và tôi thỏa lòng hết, nếu quý vị và tôi luôn luôn có sự bình an, có sự vui thỏa, và luôn luôn sung sướng, ngày nào cũng là happy face, thì Chúa cũng nhắc thế làm gì? Vì Chúa biết quý vị và tôi phải đối diện với cuộc sống tàn của đất này, và chúng ta lắm lúc mệt mỏi các phần thể xác và tâm linh. Do đó Chúa nhắc thế cho quý vị, và đó là một quà mà đã đến cho nhân loại rồi. Khoảng mấy năm trước thì có cái tiệm xăng ở gần đây. Anh biết là tôi hy vọng tối nay có anh bạn thân của tôi tên anh Sơn. Anh có cái tiệm xăng ở góc đường Văn Phúc và Buckingham ở đây. Thì tôi hay đi làm đến nhà thờ, thì tôi hay ghé tiệm xăng của anh Sơn để đổ xăng. Bây giờ thì đóng cửa rồi, nhưng mà tôi hay mời anh đi thờ phượng Chúa. Rồi trong những lễ Giáng sinh tôi cũng mời đến tháp hiện tại, có thể đó là cái tiệm xăng của anh gần tiệm nhà thờ nhất của bất cứ người nào. Nhưng mà mỗi lần tôi đến cái chuyện của anh Sơn và bạn đó, thì anh nói mệt quá mình sư ơi, mệt mỏi quá. Rồi anh nói nhiều khi mình cũng đóng cửa, mà đại bài xăng họ cho đóng cửa, có bác sẽ mở luôn cho đóng cửa. Và nhiều khi muốn bán cái tiệm cũng có được, bởi vì bán thì lỗ, và tiếp tục đó, thì giống như một tù cái người ngoài. Mà nên nhớ rằng cái mấy năm trước đó, cái cây xanh của ông đó là nên nhớ một triệu đô la trên kinh tế một tổ. Nhưng mà tôi thấy ông triệu phú này anh mệt mỏi, anh thấy than vãn và anh không có thỏa lòng. Điều đó có gì ngạc nhiên không? Mà như vậy không phải là mình không nên có tiền, không nên có tiền, điều đó không phải như vậy. Nhưng mà tất cả những điều đó cần thiết, tuy nhiên vẫn chưa có như xưa ở trong lòng. Chúa là đấng có thể ban sự bình an trong lòng. Bởi vì Chúa dạy và Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, You are weary and burdened. All of us are weary and burdened. Physically, emotionally, mentally, spiritually. Not all the time, but occasionally, we go through those stages, those times. That's why Jesus, as he was teaching to the crowd, he said, Come to me, all you who are weary and burdened.
at this gift, for this Christmas. The demand for you to receive Jesus into your heart, you will receive that peace, the rest that He wants to give it to you. Give to give it. Thật sự mà nói thì có tiền bạc, có của cái rất là cần thiết. Việt Nam mình có câu có tiền mua thiên cũng được, nhưng mà rất tiếc không mua được sự bình an. Tiền không có làm cho chúng ta hết mệt mỏi. Dù quý vị đi ngoài xa cho nên thì cũng thời gian bạc cũng được. Chỉ có cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống giúp cho cả đời sống thể xác và tinh thần chúng ta được có sự bình an, có lòng. Nếu mà quý vị và tôi có những vật chất đầy đủ mà thoáng lòng rồi thì chúng ta không có. Cái sự hiện diện của Chúa không có dám thế đâu. Nếu quý vị thỏa lòng và sung sướng và tất cả được không? Do đó, Chúa quan tâm đến một quý vị và tôi và Ngài dành thế để đem lại cái sự bình an, đem lại cái sự thỏa lòng cho hết thảy quý vị và tôi. Nhưng mà với điều kiện thì chúng ta phải nhận món quà. Điều thứ hai, hãy đến với những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Quý vị để ý, Chúa Giêsu không nói rằng hãy đến với những người có bằng cấp, hãy đến với những người có chức vụ, hãy đến với những người giàu, những người có tiền, những người có quyền thế, hay những người nổi tiếng. Có thể xưa nay chúng ta tìm đến những người đó và chúng ta có bàn những người đó, nhưng chúng ta không có việc, không có sao. Nhưng mà không đủ. Chúa nói là hãy đến với ta. Nhưng mà khi quý vị đọc câu đó, quý vị cũng để ý là Chúa cũng nói hãy làm. Chúng ta làm mấy cũng có đủ, chúng ta càng làm chúng ta càng mệt mỏi và nặng nề mà thôi. Nhưng mà chúng ta hãy đến với Chúa. Kính thưa quý vị, có bao giờ quý vị nghĩ đến mỗi một ngày đó là phải có, nghĩ đến với Chúa chứ? Have you ever thought about going to be to Jesus? Not just occasionally when we need him, but on a daily basis. Chúng ta rằng hãy đến với ta, come to me. Chúa nói đến với Tổng thống, Chúa nói đến với ông thượng nghị sĩ hay là những việc. Nhưng mà đến với Chúa, Chúa sẽ ban cho quý vị có sự hoãn lòng, ban cho quý vị có sự bình an. Với điều kiện là khi đến với Chúa có nghĩa là đến với tin, với cái tâm lòng trong không và nói rằng Chúa ơi, con có những sự mệt mỏi và gánh nặng, con có những sự nặng nề, có những sự lo âu phiền não, con đến với Chúa và con xin Chúa giúp con lấy đi những gánh nặng, lấy đi những bệnh hoạn đó để con có thể có được sự phá lòng của sự bình an. Nó đòi hỏi chúng ta phải có đức tin, phải có đức tin, phải có đức tin. Ai cũng có cái đức tin cả, nhưng mà vấn đề là quý vị đặt đức tin ở đâu. Đến với Chúa có nghĩa là đặt đức tin vào Chúa, kính thưa quý vị. Nhưng mà cái điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với quý vị, tại sao mà quý vị phải có đức tin vào Chúa, tại sao phải đến với Chúa? Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta. Tại sao? Bởi vì Chúa nói vì ta ban cho các ngươi sự yên nghỉ. Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Ban cái sự yên nghỉ, rest. Kính thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đi làm việc, về nhà chúng ta mệt, nghỉ. Rồi nhiều khi con cái, những người chung quanh không bận rộn làm cho chúng ta phiền toái thì chúng ta nói xin cho tôi hai chữ bình an, cho tôi yên một chút. I need some rest. Nhưng mà khi quý vị nghỉ mệt cái phần thể xác, tinh thần, và khi mà cái người không có làm phiền toái, không làm bận rộn nữa, thì chúng ta được nghỉ. Nhưng mà chúng ta được nghỉ đó rất là khỏe mạnh, khỏe trong giây phút đó, bởi vì người ta không có làm cho mình phiền toái và bận rộn. Nhưng mà những người chúng ta không ban cho quý vị sự yên nghỉ đâu. Họ chỉ không làm bận rộn để chúng ta không có sự nghỉ ngơi. Nhưng mà những người chúng ta, con người không thể đem được quý vị cái sự yên nghỉ, rest hay là peace được. Vì vậy Chúa Giêsu nói rằng hãy đến cùng ta và sẽ ban cho các ngươi peace, rest. Đến cùng ta như tôi vừa thưa với quý vị là đến với Chúa với đức tin, có lòng tin nói rằng lạy Chúa, con muốn giao phó đời sống của con. Không có những mệt mỏi gánh nặng, không có những lo âu phiền toái, tương lai của con mù mờ, con muốn Chúa nhân định cho Chúa và xin Chúa giúp đỡ, ban cho con có sự khôn sáng, ban cho con có sự có đức tin mạnh mẽ để con lắng nghe tiếng của Chúa trong sự đồng nhận của này. Đó là đến với Chúa như vậy. Kính thưa quý vị,
người Do Thái thì quý vị quen thuộc, họ gặp nhau họ luôn luôn nói cái chuyện Shalom, bình an, bởi vì xưa nay họ không có cái sự bình an. Cho đến bây giờ năm 2012, nếu quý vị theo dõi tình hình chính trị, họ vẫn chưa có rest, họ vẫn chưa có peace. Vì vậy mà ngay từ đầu cái ngôn ngữ của người Do Thái là gặp nhau họ chào hỏi, họ nói Shalom, peace to you, bình an cho các anh các chị, là bình an cho anh chị. Và khi họ chia tay, họ cũng dùng một chữ đó thôi, là Shalom. Chúc tôi đi nhưng mà chúng ta được bình an, chúc chị được bình an. Chúng ta hello, rồi thuyết toàn, đó là người Mỹ. Nhưng mà người Do Thái, Shalom and Shalom. Ngay cả cái thành phố cũng chưa luôn, Shalom. Cái thành phố họ ao ước rằng, cái thành phố đó của Chúa ban cho cũng nhận được Shalom, Jerusalem, vì sự bình an. Và Chúa nói rằng, hãy đến với ta ban cho các người Shalom, vì sự bình an, vì sự yên nghỉ. Khi Chúa Giêsu giáng thế, thì thiên sứ đến và nói rằng thiên Chúa trên cao, sáng danh Thiên Chúa trên cao, bình an dưới đất cho người thiện tâm. Bình an dưới đất chưa có. Vì có đó mà khi sự giáng thế của Chúa Giêsu đến, bình an dưới đất cho người thiện tâm, người có lòng tin vào Chúa. Và sự giáng thế của Chúa đó là món quà của chúng ta, món quà cho tất cả chúng ta. Và chúng ta phải mở lòng ra để tiếp nhận món quà đó. Kính thưa quý vị, nếu ở nước Mỹ này, nếu nói rằng cái sự giàu có vật chất, nói cho nó đó là cái sự đầy đủ vật chất, nói đầy đủ về tiền bạc và tất cả những cái gì phong phú của nước Mỹ, nếu những điều đó đem lại cái sự bình an rất mạnh, thì nước Mỹ này đúng ra phải nhận được những cái điều đó. Nếu vật chất tiền bạc giàu có đem lại cho chúng ta cái sự bình an phước hạnh, thì nước Mỹ qualified, có được những điều đó thì hẳn phải có những bình an phước hạnh đó, khó lòng đó. Nhưng mà hiện tại thì quý vị thấy chưa có. Quý vị và tôi đang ở nước Mỹ cũng chưa nhận được cái điều đó. Ngoài trừ chúng ta có Chúa Giêsu ở trong lòng chúng ta, không những vậy mà cùng vượt qua, chúng ta đều kinh hoàng và hết sức ngạc nhiên cái chuyện mà bắn 20 em học trò, 6 cô nhà ở tại New York thì nay chỉ có mới đó. Tại sao như vậy? Chúng ta kinh hoàng, chúng ta ngạc nhiên, chúng ta đau lòng, mặc dù chúng ta không có liên hệ đến mấy em, với những người đó, nhưng mà đó là một chuyện xảy ra hết sức bình thường. Nhưng mà nếu trên nước Mỹ này, nếu mà giàu có vật chất đầy đủ đem lại cái sự bình an phước hạnh, thì nước Mỹ này phải có kinh nghiệm được. Quý vị và tôi sẽ có kinh nghiệm được, nhưng mà chúng ta chưa có phát triển, hay là chúng ta không làm được. Vì có đó mà Chúa Giêsu đã giáng thế, và đó là món quà Chúa muốn ban cho hết thảy. Nhưng mà chị, ngày xưa những người Do Thái nói như thế này, họ tin như thế này, họ nói muốn có một ngày thoải mái sung sướng thì ngủ một giấc ngon lành. Chúng ta đã ngủ hôm nay rồi, quý vị thấy ngon lành thoải mái rồi. Muốn có một tuần sung sướng thì hãy đi vacation, đi vacation. You want to have a good week, go on vacation. If you want to have a good month, spend all the money of your parents, leave it for you. Spend all the money. Nếu chúng ta có một tháng thoải mái sung sướng, xài hết những tiền gia tài cho ông để lại. Nếu có một năm sung sướng thì lập gia đình, get married, you have one year. I wrote it. But that's how the Jewish people thought in the Old Testament. Muốn có một năm sung sướng thì hãy lập gia đình. Đừng để cái slide của lập gia đình không thôi. Và kính thưa quý vị, nếu muốn cả một cuộc đời sung sướng thì người Do Thái họ tin rằng hãy đặt lòng tin trọng đèn vào Đức Chúa Trời và phó thác mọi sự cho Ngài. Ví dụ quý vị muốn có một ngày sung sướng, muốn có một tuần sung sướng, muốn có một tháng sung sướng, đó là một năm sung sướng, đó là cả đời sung sướng, người Do Thái chọn Đức Chúa Trời, hãy đặt lòng tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời và phó thác mọi sự cho Ngài. Tôi tin tưởng rằng đó là lòng tin mà chúng ta cần phải nâng cao. Và Chúa đã sáng thế để quý vị và tôi có thể kinh nghiệm được một cuộc đời bình an phúc hạnh. Tôi xin cúi đầu nhắm mắt.